Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với một tác phẩm của tác giả Anh Sáu qua tựa đề là Thằng Minh Hiện Hồn. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mười lăm tháng một, ngày mà đối với Thịnh là một mốc thời gian hết sức quan trọng. Và hôm ấy anh chính thức kết thúc kiếp độc thân, khoác tay người mình yêu thương tiến vào lễ đường. Vợ sắp cưới của Thịnh là Nhi. Hai người quen biết nhau từ khi còn là học sinh cấp 3. Tính đến nay đã là hơn 7 năm trời. Hiện tại Thịnh đang là trưởng phòng kinh doanh của một công ty bất động sản nổi tiếng trong thành phố. Còn Nhi thì vừa tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý học. Dự định cưới nhau xong thì cô sẽ mở một phòng khám tâm lý riêng cho mình. Nếu như ở bao cặp đôi khác, quãng thời gian trước ngày cưới là thời điểm đầy nỗi lo, cũng như là sự căng thẳng, thì đối với Thịnh và Nhi lại hoàn toàn trái ngược. Cũng phải thôi, bởi toàn bộ mọi thứ đã có gia đình hai bên giúp đỡ. Thời buổi bây giờ có tiền là có tất cả, cho nên mọi dịch vụ đều được mời chào tận nơi. Chỉ còn cách ngày cưới khoảng một tháng nữa thôi, thiệp mời đã được gửi cho bà con họ hàng cùng với đồng nghiệp của Thịnh. Nhưng mà những con người thú vị nhất vẫn chưa hề hay biết về đám cưới của anh và Nhi. Đó lần lượt là Nhân, Ly, Cường, Khang. Tất cả đều là bạn học thời cấp 3 của Thịnh. Sở dĩ anh giấu bạn của mình không phải là không muốn họ đến dự, mà là Thịnh muốn tạo nên một bất ngờ lớn cho tất cả. Dù sao thì hai hôm nữa, Ly và Khang cũng trở về nước sau chuyến du học bên Na Uy. Tại bữa tiệc ăn mừng của cả bọn thì Thịnh sẽ thông báo gửi thiệp mời luôn. Sau khi nghe vị hôn phu của mình trình bày kế hoạch, Nhi gật đầu đồng ý ngay tấp lự. Trong đầu cứ luôn tưởng tượng đến những gương mặt đầy ngạc nhiên của đám bạn. Tới đó Thịnh là người chủ động nhắn tin cho nhóm chat của cả bọn. Cả nhóm chat này được lập từ tận hồi còn đi học. Ê, kế hoạch đón tiếp Việt Kiều thế nào đây, cho xin ý kiến. Vẫn là cái dòng điệu nhắn tin quen thuộc, rất nhanh chóng những người còn lại trong nhóm đã xem. Ly là người trả lời đầu tiên. Thôi đừng có nói kiểu đấy, Việt Kiều gì mà nghèo đói tà tơi thế này. Tao với thằng Khang đang đợi đến ngày để mượn mày ít tiền làm ăn đây. Thoải mái, miễn là trả lãi đầy đủ. Nói chứ chúng mày muốn đi đâu chơi không? Tao có vài chỗ nằm ở ngoại thành thú vị lắm. Nhân là người nhắn tiếp theo. Con Ly với thằng Khang ở nước ngoài lâu, chắc là không cần phố xá hay là mấy chỗ sang trọng đâu chứ. Thế là sau một hồi thảo luận thì cả nhóm quyết định để cho Nhân chọn thuê một căn villa ở ngoại thành. Để tạo không gian riêng tư và thoải mái nhất có thể, thì người chủ và tất cả nhân viên của mình không cần xuất hiện hay phục vụ. Mọi thứ sinh hoạt hàng ngày đều do chính cả nhóm tự làm. Chỉ có mỗi ngày sẽ có người giao thực phẩm tươi sống và mấy thứ đồ thiết yếu đến mà thôi. Thời gian bắt đầu vào 2 ngày nữa, còn khi nào kết thúc thì cả nhóm tự chọn, chơi chán thì về. 2 tuần sau, theo thông tin mà Nhân cung cấp, thì Lịnh và Ly có mặt tại căn villa mang tên Hoa Hồng vào đúng 10 giờ. Tuy nhiên nàng muốn giữ bí mật, cho nên cả hai giấu thiệp mời của mình thật kỹ trong vali. Để khoảng chừng 5 phút thì một chiếc taxi khác xuất hiện. Từ trên xe, Nhân và Cường bước xuống. Do ở cổng thành phố cho nên 4 người không quá xa lạ gì, thỉnh thoảng lại mời nhau đi cà phê trò chuyện. Kỳ nghỉ lần này cũng chủ yếu là để ăn mừng việc 2 thành viên còn lại về nước mà thôi. Cường liền hất hàm hỏi: Ê Thịnh, hai đứa bay đến sớm vậy, chuẩn bị sắp có bão hả? À, cái thằng này làm như bọn tao cao su lắm không bằng đó. Lại còn không phải, hai đứa bay đã bày trò gì về không, khai mau đi. Trước câu hỏi bất ngờ của đối phương, Thịnh có chút giật mình, nhưng anh cũng nhanh chóng cười trừ, chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay của mình. Không phải là tao đến sớm đâu, do tụi bay tới muộn đó, kiểu này phải phạt cho thật nặng. Thôi đừng có đùa nữa, bây giờ mà hai đứa kia chưa có tới nữa sao? Chúng nó xuống máy bay từ đêm qua rồi cơ mà, nhân vật chính của bữa tiệc mà lề mề quá. Đúng lúc vừa mới dứt câu thì có tiếng vội từ đằng sau vọng lại. Đây đây, tới rồi đây, tới rồi đây. Người vừa nói không ai khác chính là Ly.
Khang thì lững thững kéo theo hành lý ở phía sau. Đến nơi, Ly vừa thở vừa vỗ một cái thật mạnh vào lưng của Nhân. Gớm khổ đứa, mày đưa cái địa chỉ gì mà cái lão tài xế taxi không biết đường, bỏ tụi tao ở tận ngoài đường bên kia. Cũng may mà hỏi được mấy người đi đường gần đó chứ không lạc mất rồi. Thôi không sao, đến được là tốt rồi, để đó tao gọi cho ông chủ villa. Nhân lấy điện thoại ra bắt đầu gọi, thế nhưng 2-3 lần liên tiếp mà không có ai nhấc máy. Nhân nhíu mày lẩm bẩm, quái lạ cái ông này, sao không liên lạc được vậy? Rõ ràng đã báo lịch từ 2 ngày trước rồi cơ mà. Đang loay hoay thì từ trong căn vali có tiếng bước chân người vọng lại. Một người đàn ông trung niên, ông mặc trên người bộ quần áo giản dị như kiểu lính Mỹ. Ông vừa ngậm tiểu thuốc vừa hỏi, cậu Nhân đó phải không? Vâng đúng rồi chú, là tôi tên là Hưng, phụ trách căn villa này. Sáng nay ông chủ có việc bận cho nên không thể đến để đón tiếp mọi người, thông cảm nhé. À vâng ạ. Sao gọi không có thấy ông bắt máy cho nên cháu cũng hơi sốt ruột. Ông chủ là vậy đấy, ông ít khi nghe điện thoại lắm. Để tôi cho số điện thoại rồi cậu chỉ cần gọi cho tôi là được. Dạ vâng ạ, thế thì tốt quá. Sau khi lấy số điện thoại của ông Hưng thì cả nhóm được ông dẫn vào trong căn villa. Trông nó còn mới lắm, những đồ nội thất ở bên trong cũng không đến nỗi nào. Tuy không sang trọng nhưng cũng có thể nói là đầy đủ tiện nghi. Ngoài phòng khách phòng ăn ra thì có 6 căn phòng ngủ chia đều cho 3 tầng lầu. Thịnh và Nhi thì ở trong một phòng ngay lầu 1, đối diện là phòng của Ly, trên lầu 2 là phòng của Nhân và Cường. Khang chọn căn phòng ở tầng cao nhất do bản thân thích sự yên tĩnh, mà ở tầng này ngoài phòng của anh ra thì phía sát bên là căn phòng trống. Sau khi sắp xếp xong, ông Hưng cũng rời khỏi và hẹn chiều nay sẽ đem thêm mấy thứ đồ thiết yếu tới. Tủ lạnh đã có sẵn đồ ăn, thức uống và đặc biệt là một cái tủ bảo quản riêng dùng để cất chai rượu vang quý theo lời dặn của Nhân. Kể từ bây giờ, căn villa Hoa Hồng chính thức là không gian riêng tư của nhóm. Thịnh và Nhi bước vào trong phòng, mọi thứ đều ổn cả. Chăn ga giường đã được giặt sạch, phảng phất một mùi thơm dịu dịu của tinh dầu hoa hồng. Chưa dừng lại ở đó, phía ông Hưng có vẻ tâm lý đến nỗi chuẩn bị luôn một bó hoa hồng thật tươi trên bàn trang điểm. Thịnh cầm bó hoa hồng trên tay choàng qua người của Nhi rồi thủ thỉ, ở đây đẹp quá em nhỉ, hay là mình... Như đọc được suy nghĩ của anh, cô lắc đầu, đưa ngón tay lên miệng của Thịnh. Bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi nhé, em chưa sẵn sàng để làm bà mẹ bỉm sữa đâu. Ý nhất thì cũng bay nhảy thêm 1 năm nữa, cho nên là làm gì thì làm vẫn phải dùng biện pháp an toàn đấy. Thịnh liền thở dài rồi nói, em đúng thật là, người còn chưa nói mà đã chặn họng rồi. Bởi em hiểu anh quá mà, vậy nên mới có cái ngày trọng đại sau 1 tháng nữa đó. Em muốn làm gì thì làm cũng phải vào cổng chính nhà anh một cách đàng hoàng, chứ không phải lấn đi cửa sau để rồi cả dòng họ bị chê cười đâu. Rồi rồi, nhất trí anh hiểu. Em đừng có mà nghiêm trọng vậy. Thôi anh đi tắm nha, tối nay em chết với anh đấy. Bữa trưa ngày hôm nay do vừa mới đến không có thời gian để chuẩn bị, cho nên cả nhóm ăn tạm bánh mì với mấy thứ đồ ăn đóng hộp. Còn để đến tối thì sẽ có một bữa tiệc nướng ở ngoài sân vườn. Vợ An Ly và Khang vừa kể về khoảng thời gian du học đầy khó khăn của mình. Nghe bạn kể, Cường nhận xét ngay, gớm nữa, ở Việt Nam làm cậu ấm cô chiêu xứng gần chết thì lại không muốn, cứ đâm đầu sang bên ấy làm gì, xong bây giờ cũng về đây lập nghiệp cả thôi. Thịnh liền chen ngang, Cường, mày đừng có nói như vậy, mỗi người có một lý tưởng riêng. Tao thấy 2 đứa chúng nó hơn mình nhiều, ít ra thì cũng có trải nghiệm cuộc sống bên trời Tây, biết được nhiều thứ mà mình không biết. Ui xào ơi, muốn biết mấy cái thứ đó cứ đi du lịch một chuyến không phải thoải mái hơn sao? Thế chủ đề cuộc tranh luận có vẻ hơi bị quá đà cho nên Nhi nói ngay, thì bỏ đi, đừng bao nói mấy cái thứ này nữa, lo ăn uống nghỉ ngơi nốt trưa nay đi. Từ chiều trở đi là không có khái niệm nghỉ mệt đâu đấy. Nhất trí, nhất trí. Cả bọn liền nâng cốc nước ngọt trên tay rồi cười nói hết sức vui vẻ. Hơn 3 giờ chiều, Nhi thức dậy sau một giấc ngủ trưa khá ngon. Lúc này Thịnh vẫn còn chưa tỉnh lại. Những tiếng ngáy khẽ khẽ vang lên bên tai làm cho cô cảm giác yên bình lắm. Còn hơn 1 nửa giờ nữa thì mới tới công đoạn chuẩn bị đồ ăn cho bữa tiệc. Cho nên Nhi quyết định dùng khoảng thời gian này để đi dạo quanh căn villa. Sẵn tiện chụp vài bức ảnh hoa lá cành để đăng lên mạng.
Đây cũng là sở thích lúc rảnh rỗi của cô. Thông thường Nhi hay đăng ảnh kèm theo một bài viết khá dài về cuộc sống, những châm ngôn hay là chỉ đơn giản là tâm trạng của bản thân hiện tại. Với một người chuyên ngành tâm lý học như cô thì những việc này nó cũng chỉ là một cách rèn luyện vậy. Bước xuống tầng trệt lúc này những người còn lại chắc cũng đang nghỉ ngơi, cho nên Nhi chẳng gặp ai cả. Cô đẩy cửa bước ra ngoài sân. Ngay lập tức cô ngửi thấy một mùi thơm nhẹ nhẹ phảng phất trong gió. Căn villa này tên gọi là hoa hầm, nhưng trong khu vườn của nó thì có không dưới 10 loại hoa khác nhau. Đã vậy chúng còn được trồng theo hàng và chăm sóc hết sức tỉ mỉ. Như bước sang đám hướng dương ở bên góc trái, tiện tay ngắt một nhành rồi giơ lên trời để chụp. Sở dĩ cô tự nhiên như vậy là vì lúc này, trước khi mà ông Hưng ra về, cô đã hỏi trước được chuyện được hái vài nhành hoa. Tất nhiên là với những vị khách sộp như cô và đám bạn của mình thì ông Hưng đâu thể từ chối. Chỉ cần họ không phá hoại cả vườn là được rồi. Cầm nhành hoa ở trên tay, Nhi vừa bước vừa lẩm nhẩm trong đầu đoạn trạng thái mà mình sẽ viết trên Facebook. Và rồi ánh mắt vô thức của cô quét qua những cánh cửa sổ của căn villa. Sẽ chẳng có gì đặc biệt cho đến khi Nhi nhìn lên lầu 3. Cô trông thấy qua ô cửa sổ của hai căn phòng đều được bật sáng đèn. Nhưng không phải tầng này chỉ có một mình phòng của Khang hay sao? Căn phòng còn lại làm gì có người ở? Cô có chút tò mò nheo mắt quan sát kỹ hơn. Đúng là ánh đèn trong căn phòng ấy đang được bật mở. Hay có ai đó trong nhóm quyết định thay đổi phòng nhỉ? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Nhi không quá bận tâm, mà nhanh chóng trở lại với những ý tưởng trong đầu của mình. Nhưng mà cô không hề hay biết được rằng khi bản thân của mình vừa quay mặt đi thì ánh đèn trong căn phòng trên lầu 3 cũng vụt tắt. 5 giờ rưỡi chiều, mọi công đoạn chuẩn bị cho bữa tiệc nướng cũng đã hoàn tất. Trong lúc mọi người đang cầm củi nhóm lò than thì Nhân cũng đem thứ cổ quý của anh âm thầm chuẩn bị. Nhân vừa cười vừa giơ chai rượu lên trước mặt của cả nhóm. Và rồi chưa mất quá 5 giây để mà nghe tiếng thốt lên của Khang. Trời đất ơi, ở đâu mày có chai như thế này hả Nhân? Nó là hàng thật hả? Ờ hay không hàng thật thì hàng gì? Đâu, để ta xem nào. Vừa nói Khang vừa với lấy tay lấy chai rượu lên xem, ánh mắt không giấu nổi sự thích thú. Đúng rồi, đúng đó rồi. Loại này có tới hàng trăm năm tuổi. Trên thế giới chỉ sản xuất có đúng 300 chai. Phen này thằng Nhân chơi lớn thật rồi chúng mày à. Ôi dào ơi, để đón tiếp hai Việt kiều về nước thì nó cũng phải có cái gì gọi là chứ. Cả đám cùng phì cười. Trong lúc Nhi và Ly nướng thịt thì bốn chàng trai bắt đầu khui chai rượu ra thưởng thức. Lần lượt Nhân, Khang và Cường uống đến đâu thì tấm tắc khen đến đó. Chỉ duy nhất một mình Thịnh là nhấp môi theo cho vui mà thôi. Bởi tuy xuất thân trong gia đình có điều kiện nhất nhì so với cả nhóm, nhưng mà Thịnh lại có một sở thích ăn uống khá bình dân. Anh không thích rượu ngoại, cũng chẳng ưa mấy món đắt tiền. Lâu lâu lại rủ hội bạn đi ra quán về hè, làm vài bia hơi là đủ thú vui. Gần 2 giờ đồng hồ trôi qua, trời lúc này cũng đã tối hẳn. Ở ngoài đường phải lâu lắm mới có một chiếc xe máy chạy ngang qua. Thế không khí của bữa tiệc hơi bị trầm, Thịnh liền nảy ra một ý tưởng, đó là chơi trò chơi nói thật. Anh lấy chai nước ngọt bằng thủy tinh rồi đặt lên bàn. Hết sau khi xoay miệng chai dừng lại ở người nào, thì nhất thiết họ phải trả lời một câu hỏi của người bên trái mình. Đã trả lời thì phải nói thật, còn nếu không muốn trả lời thì có thể chọn hình phạt là uống một ly rượu vang thật đầy. Tất nhiên là chẳng có ai từ chối chơi trò đầy thú vị này. Là người đề xuất cho nên Thịnh cũng là người quay đầu tiên. Anh liền hít một hơi, đưa mắt nhìn khắp một lượt rồi bắt đầu. Chiếc chai xoay trên mặt bàn rồi chậm chậm ngừng lại đúng vị trí của Ly. Thịnh cũng chính là người ngồi bên trái của cô, ngay lập tức hỏi: Ly này, bà đã có người yêu chưa vậy? Câu hỏi của Thịnh khá là thú vị, bởi từ trước đến giờ Ly là một người kín tiếng trong chuyện tình cảm, thậm chí cô còn rất ít khi sử dụng mạng xã hội. Trước câu hỏi này, Ly mỉm cười khá gượng gạo. Tuy nhiên cô cầm ly rượu của mình lên rồi nói: Xin lỗi Thịnh, mình không thể uống rượu rồi. Hiện tại thì Ly không có người yêu nhé.
tiết lộ thêm là từ trước đến giờ Ly chưa từng có người yêu luôn. Nói xong thì cô đặt ly rượu xuống bàn trở lại. Trước câu trả lời này thì Thịnh lắc đầu nguẩy nguẩy. Không, không thể nào, bà đừng có mà điêu. 25 tuổi đầu chứ ít gì mà bảo là chưa có người yêu. Rồi anh lại quay sang Khang. Này, mày xác nhận hộ tao cái. Nghe bảo bên ấy mày cũng ở cùng dãy ký túc xá với nó phải không? Chắc chắn nó có đi chơi với trai mày phải biết chứ. Khang liền nhíu mày ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời. Hình như là không có. Sao, thật hả? Ở ngoài thời gian trên giảng đường ra thì mỗi khi rảnh rỗi cũng chỉ có tao đi chơi hay là cả ngoài quán cà phê với nó thôi. Thậm chí có mấy lần có vài chàng trai ngoại quốc bắt chuyện mà cái Ly nó còn không có thèm quan tâm. Trời đất ơi, là Ly. Bà tính làm trinh nữ cho tới già luôn hả? Hay là định làm giáo chủ của một môn phái nào đó? Tôi xem phim kiếm hiệp hay thấy vụ này lắm. Giáo cái đầu nhà ông đó. Một đứa con gái chuyên toán khô khan như tôi ai yêu được cái chứ? Yêu xong chỉ có rước thêm bực vào người. Với lại bây giờ tôi mới về nước, mọi thứ chỉ mới bắt đầu, không dám nghĩ tới chuyện yêu đương. Nhưng mà... Dòng của Khang chen vào, thậm chí còn chưa kịp nói hết câu đã bị Ly đưa ngón tay lên miệng ra hiệu. Tôi trả lời xong rồi, các cậu đừng có mà ăn gian. Vừa nói Ly vừa nhòi người tới cái chai thủy tinh rồi xoay. Lần này sau mấy vòng quay thì miệng chai ngừng lại ở phía của Nhi. Người ở bên trái cô là Cường, anh có vẻ thích thú lắm. Nhìn mặt bạn của mình rồi lại nhìn về phía của Thịnh. Chết tụi mày với tao rồi. Nhi, bà có bí mật gì giấu bọn tôi phải không? Câu hỏi tưởng chừng nửa đùa nửa thật nhưng vô tình lại đánh trúng vào tâm lý của Nhi. Chẳng phải cô và Thịnh đã cố tình giấu chuyện cưới xin của cả hai? Đây cũng là chưa phải lúc để tiết lộ. Cô quay sang nhìn người yêu. Thịnh tuy cười là vậy nhưng mà cũng nháy mắt ra hiệu. Thế là không còn cách nào khác, Nhi liền nâng ly rượu của mình lên rồi nói. Tao thì ta không có bí mật gì cả, nhưng mà do thèm rượu quá cho nên là một ly. Thế là Nhi liền hít một hơi, nhăn mặt nốc trọn ly rượu. Cái loại rượu vang này nếu nhâm Nhi nhấp nháp thì còn thích ngon. Chứ với một người tiểu lượng thấp như cô, chúng vừa xuống tới cuống họng thì đầu óc đã bắt đầu nhận được sự choáng váng. Trò chơi cứ như vậy tiếp tục cùng với hàng loạt những tiếng cười. Lát sau thì Nhi say quá cho nên được ly rượu về phòng nghỉ ngơi. Còn lại bốn người đàn ông vẫn tiếp tục chơi cho hết chai rượu. Lần này đến lượt Nhân hỏi, còn Thịnh là người trả lời. Này, mày có tin vào ma quỷ vong hồn người chết không? Ơ kìa, mày say hả Nhân, tự dưng đi hỏi cái câu tào lao? Kệ đi, thằng Nhân hỏi rồi mày cũng nên tôn trọng tí chứ. Biết đâu mày lại là đứa nhát cái mà đến đái cả gia quân. Thịnh lắc đầu. Cái thằng điên này, trông tao có giống một đứa sợ ma không? Lúc bé thậm chí ta còn chả sợ khi nghe mấy câu chuyện mà người lớn hù dọa khi bị ông kẹ bắt không ngoan. Lớn lên cho tới tận bây giờ tao vẫn chẳng tin. Khang liền nhíu mày. Vô lý, mày làm bên bất động sản, chẳng lẽ mua bán đất cát không tin vào phong thủy và tâm linh? Tất nhiên là sẽ dính tới mấy cái việc đó chứ. Thế nhưng mà thường thì tao để cho mấy đứa nhân viên chúng tự đi mà tìm thầy bà rồi tư vấn cho khách. Mình không tin nhưng mà khách hàng vẫn tin là quyết định của người ta. Nhiều khi ấy, vài khu đất thầy cúng bảo có ma có quỷ, nhưng mà nếu khách không có tìm hiểu kỹ ta vẫn lỡ đi. Bán cho họ làm ăn tới giờ có xảy ra chuyện gì đâu. Thôi tiếp tục đi. Dứt câu thì Thịnh lại xoay chai. Bốn người hỏi qua hỏi lại thêm hai lần nữa thì chai rượu cũng hết. Thế là tàn cuộc, họ đứng lên trở về phòng ngủ của mình. Còn bãi chiến trường thì sớm mai sẽ có người làm vườn chịu trách nhiệm dọn dẹp như trong giao kèo đã định sẵn từ trước khi thuê. Trở về phòng, Thịnh vừa mở cửa đã thấy Nhi nằm ngủ say trên giường. Không thấy Ly đâu, chắc cô ấy đã về phòng của mình. Anh cúi xuống cởi giày ra rồi bước tới gần hơn, ngắm nhìn dung nhan của cô vợ sắp cưới. Xét về phần này thì Nhi quả thật là không thua kém bất cứ cô gái nào. Cô cao ráo trắng trẻo, gương mặt trái xoan, lại thêm một bờ môi căng mọng. Từ thời cấp 3 cho đến đại học, Ly có đến 3-4 danh hiệu hoa khôi chứ đâu ít. Nhiều lúc Thịnh cũng trộm nghĩ, nếu như bản thân của anh không có điều kiện thì liệu có thể giữ được người đẹp bên mình ngần ấy năm. Đến lúc này một cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi thốc vào, làm cắt ngang luồng suy nghĩ lan man của Thịnh.
Sợ Huy xuống cả ngay bị trúng gió, cho nên anh nhanh chóng chạy đến với ý định đóng nó lại. Lục tới sát bên cửa sổ, nhưng một thói quen Thịnh không đóng vội mà đưa mắt nhìn một vòng bên ngoài. Không khí ở vùng ngoại ô đúng thật là yên tĩnh, chẳng có tiếng xe cộ, sự nhộn nhịp thường thấy ở trong nội thành. Kiểu này chắc khi có tuổi anh sẽ mua một căn tương tự như vậy rồi chuyển về tỉnh dưỡng mất. Và rồi ánh mắt của Thịnh đảo qua bàn tiệc của cả nhóm ban nãy. Tại đây anh còn thấy một bóng người đang ngồi, đèn đóm ở ngoài vườn đã tắt, chỉ còn một cái bóng phía cầm, cộng thêm bàn tiệc nằm khuất sau một gốc cây táo khá lớn, cho nên Thịnh nhất thời không nhận ra được đối phương là ai. Nhưng cái dáng ngồi này khá là quen, cơn say ảnh hưởng tới khả năng nhìn, cho nên anh chỉ có thể đoán đây là Nhân, Khang hoặc là Cường. Thịnh lẩm bẩm, quái lạ, bây giờ mà không ngủ còn tính ngồi đây uống một mình hay sao? Nói thì nói vậy nhưng mà Thịnh sợ đối phương nhận ra mình rồi rụ xuống. Hôm nay anh đã thấm mệt, thế là Thịnh nhanh tay đóng cửa sổ lại, trở về giường nằm xuống bên cạnh Nhi. Không mất quá lâu tiếng ngáy của anh đã khe khẽ vang lên. Sáng hôm sau Nhi thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cô nhăn mặt đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường thì nhận ra đã hơn 8 giờ rồi. Quay sang bên cạnh Thịnh có vẻ còn đang say ngủ. Hai mắt của anh nhắm nghiền mặc cho vài tia nắng lúc này đã len qua ô cửa kính rọi thẳng vào mặt. Nhi thở dài một hơi vừa vỗ trán vừa than. Sau này mình nhất định không động vào giọt rượu nào nữa, sợ lắm rồi. Đánh răng tắm rửa xong, Nhi rời khỏi phòng xuống tầng trệt ăn sáng. Xuống đến nơi thì thấy Nhân đang ngồi trong phòng khách xem tivi. Tối hôm qua mọi người uống nhiều không Nhân? Sao trông ông lại tỉnh táo như vậy? Chả bù cho anh Thịnh bây giờ vẫn ngủ say như chết. Thế nhưng trước câu hỏi của bạn, Nhân im lặng, hai mắt dán chặt vào màn hình tivi. Thế là Nhi liền vỗ vai của đối phương một cái. Này Nhân! Lần này thì tác động từ câu vỗ vai làm cho Nhân giật mình. Anh liền trợn trừng mắt giật lùi về phía góc của chiếc sofa. Nhân, ông bị sao vậy? Có nghe tôi nói gì không? Tự nhiên vỗ vai tôi làm gì? Giật cả mình. Chứ tôi hỏi mà ông có trả lời đâu. Đang xem gì mà mải mê thế? Không có gì. Nhân lắc đầu với tay lấy chiếc remote tivi rồi tắt nó đi. Xong rồi anh ngước nhìn ra bên ngoài miệng lẩm bẩm. Trời sáng rồi à? Ô hay, ông đang đùa tôi à? Nhưng nói xong thì Nhi mới để ý. Cả mắt của Nhân nặng trĩu thâm quầng như thể đã thức trắng cả đêm. Cô liền tò mò hỏi thêm, ông có ổn không đây? Không sao. Nhân lắc đầu đưa tay vỗ trán của mình. Thôi tôi lên phòng nghỉ một chút. Đợi cho Nhân đi khỏi, Nhi lẩm bẩm, quái lạ, cậu ta bị sao vậy? Cứ như thể mới gặp ma. Nói thì nói vậy thôi chứ Nhi cũng chẳng quá quan tâm. Cô lọ mò xuống bếp mở tủ lạnh rồi chuẩn bị đồ sáng cho cả nhóm. Khoảng chừng gần một giờ sau, lần lượt Ly, Cường, Khang và Thịnh đều thức dậy. Duy chỉ có Nhân là vẫn còn ở trong phòng của mình. Cường thắc mắc hỏi, quái nên cái thằng Nhân này, chẳng phải là nó bảo là sẽ dậy sớm rồi lên kế hoạch bữa tiệc tối nay, bây giờ vẫn còn ngủ thế này thì không được rồi, để tao lên gọi nó dậy. Nhi liền nói chen, đừng, chắc là Nhân đang mệt đó. Rồi cô cũng kể luôn chuyện lúc sáng mình gặp anh ta trong tình trạng tệ hại ra sao. Nghe xong thì cũng chẳng ai có ý định đi gọi Nhân nữa. Phải cho đến tận trưa khi mà bữa ăn được người giao hàng mang đến, bày ra trên bàn thì mọi người mới thấy sốt ruột. Bởi Nhân vẫn chưa xuất hiện. Không thể đợi thêm được nữa, Cường đèn chạy lên lầu đập cửa gọi bạn. Ở dưới phòng ăn, Thịnh nhớ lại bóng người ngồi trên bàn tiệc một mình vào đêm qua rồi cảm giảm. Cái thằng này uống cho lắm vào. Đêm qua nó còn ngồi lại đến tận khuya. Chắc là lôi mấy cái lon bia trong tủ lạnh ra uống, chẳng biết thật tình hay làm sao nữa cả. Khang ngồi bên cạnh liền nói chen, gớm nữa, cái thằng đó thì nó sợ thất tình nhá. Chắc là nó chê cái tụi mình không đủ đô uống với nó, cho nên nó mới nhậu một mình. Phen này thì đêm nay chúng ta phải cho nó biết thế nào lễ độ. Thịnh gật gù đồng ý, đúng vậy, đêm nay mình chơi chiêu, cho nó say hết lột quần áo, ném xuống bể bơi, thế nó mới chừa cái tật khinh người đi. Thế nhưng mà chưa kịp tắt nụ cười thì trên lầu vọng lại một tiếng gọi thất thanh. Chúng mày đâu? Chúng mày đâu? Lên đây! Nhận ra đó là giọng của Cường.
Thế là cả bốn người vội vàng tức tốc chạy lên phòng của Nhân. Đến nơi đập vào mắt của họ là một khung cảnh hết sức lộn xộn. Cường đứng giữa phòng, còn bên cạnh là Nhân. Anh ta đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền như không hay biết chuyện gì. Có chuyện gì vậy? Ta cũng không biết nữa, nhưng mà thằng Nhân nó nóng lắm, hình như bị sốt. Đâu, để ta xem thử nào. Thịnh bước tới đưa tay chạm lên trán của Nhân và đúng thật là nóng. Nóng tới mức mà anh phải rụt tay lại ngay lập tức rồi thẳng thốt. Trời đất ơi, nóng quá, đúng là nóng quá rồi. Nhân ơi. Vừa gọi Thịnh vừa lay bạn của mình dậy. Nhưng lúc này Nhân đã hoàn toàn mất ý thức, không còn một chút phản hồi nào. Không ổn rồi tụi bay, mà gọi cứu thương được, đưa nó vào bệnh viện cấp cứu. Đúng 2 giờ chiều, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, kéo theo cả thầy 5 người bọn Thịnh đứng dậy khỏi hàng ghế chờ. Ly là người lên tiếng. Bác sĩ à, bà bạn tôi sao rồi à, mọi chuyện ổn chứ? Ông bác sĩ trung niên trông khá đăm chiêu. Ông dở hồ sơ bệnh án từ tốn nói. May là mọi người đưa vào đây kịp, hiện tại cậu ta tuy hơi yếu nhưng mà không nguy hiểm gì đến tính mạng cả. Thế rốt cuộc là nó bị sao vậy bác sĩ? Cái này thì cũng chưa có rõ xác định được, bởi vì cậu ta chỉ có sốt không thôi. Tạm thời thì cứ để cậu ta ở đây để chúng tôi theo dõi, đợi cho thực sự ổn định rồi hãy xuất viện về. Thế giờ bọn tôi vào thăm được không? À, cái này e là không được đâu, bệnh viện đang quá tải. Việc quá đông người vào trong phòng bệnh thì không được hay ho lắm. Với lại giờ có vào thì cậu ta cũng không đủ tỉnh táo để nói chuyện hay gì đâu. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Giờ mọi người có thể qua quầy lễ tân làm thủ tục nhập viện đi. Nói xong thì ông bác sĩ quay lưng bỏ đi. Lúc này Thịnh mới đưa mắt nhìn tất thảy mọi người. Nào, đừng có ủ rũ nữa, thằng Nhân ổn rồi chắc không sao. Giờ tụi bay có muốn tiếp tục chuyến đi chơi của mình không hay là thôi đi về? Đi về đi anh. Nhi liền chen vào. Nhân đang ốm đau thế này chúng ta chơi vui vẻ gì chứ? Cường lại nói chen. Không được, bây giờ mà mình về thì hư bột hư đường cả. Sao lại hư, có chuyện gì? Cường thở dài rồi bắt đầu kể. Thì thực ra thì trước chuyến đi ấy, cái thằng Nhân nó cãi nhau một trận với bố mẹ của nó, thậm chí nó còn đòi từ nhau. Bây giờ mình hủy chuyến đi chơi thì thằng Nhân nó xuất viện rồi về ở đâu? Ta biết chắc chắn là nó sẽ không muốn bố mẹ nó đến đây, nên tốt nhất là mọi người cứ về lại villa đi. Tao ở đây trông nom nó, nếu không có gì nghiêm trọng thì chắc mai là được xuất viện, lúc đó đưa nó về căn villa sẽ tốt hơn. Nghe Cường nói đến đây thì cả nhóm cũng gật đầu đồng ý. Còn Thịnh thì ngầm đoán chắc do chuyện gia đình, cho nên đêm qua Nhân viết buồn rầu uống một mình như vậy. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện của Nhân thì Thịnh, Khang Nhi và Ly gọi taxi trở lại căn villa. Cường như sự sắp xếp, anh đã ở lại chăm sóc cho bạn của mình. Về đến nơi mọi người cũng chẳng còn tâm trí chơi bời gì nữa, ai về phòng của người nấy, mặt mũi cứ nặng nề như đưa đám vậy. Và trong phòng, Nhi mở hộp tủ trang điểm rồi lấy sấp thiệp cưới đã được ghi tên đầy đủ ra mà thở dài. Em còn định tối nay sẽ phát thiệp cho mọi người, vậy mà đúng là không nói được gì cả. Thịnh liền ôm người yêu từ đằng sau thì thầm. Thôi, này là cái chuyện ngoài ý muốn, với lại nay không phát thì mai phát, có gì đâu mà sợ. Đúng là phát được, nhưng mà em sợ mất vui anh ạ. Biết thế thì ngay đêm qua em đã nói sự thật cho rồi. Kệ đi, đừng có nghĩ nhiều quá. Bây giờ anh đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay lu bu ở bệnh viện anh hơi mỏi. Vâng ạ, anh tắm đi. Em kiểm tra email một lát rồi tắm sau. Đang loay hoay mở laptop lên thì Nhi khựng lại, bởi bên tai của cô nghe thấy những tiếng động lạch cạch. Nghe giống như có ai đó đang giẫm thật mạnh xuống nền nhà ở trên tầng lầu vậy. Nhưng mà Nhi cũng nhớ ra là ở trên ấy chỉ có căn phòng của Nhân và Cường, mà hai người này đang ở bệnh viện. Vậy thì tiếng động này từ đâu mà ra? Anh ơi! Nhi quay vào hướng nhà vệ sinh mà gọi. Anh có nghe tiếng gì kỳ không? Hả? Sao đó? Anh có nghe tiếng gì không? Thịnh tắt vòi nước đứng yên chăm chú lắng nghe. Không biết có phải trùng hợp hay không mà tiếng động thùm thụp kia cũng ngừng lại hẳn. Anh có nghe gì đâu, em sao vậy? À, không có gì, thôi anh tắm tiếp đi. Tiếng vòi nước rào rào lại tiếp tục vang lên. Như ở bên ngoài cũng thôi không quan tâm nữa mà chăm chú kiểm tra đống email của những khách hàng đặt lịch đến điều trị tâm lý. Trời sập tối, tin từ bệnh viện được Cường báo về. Nhân lúc này vẫn đang mê man. Bốn người của Thịnh ngồi trên bàn ăn mà không ai nói với nhau câu nào.
Mãi một lúc sau Ly mới mở lời phá tan bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Nào mọi người, tối nay chúng ta ăn gì đây? Lúc chiều ông Hưng có ghé qua đồ ăn, ông ấy vẫn tưởng chúng ta có tiệc cho nên đem nhiều đồ lắm, có cả một tảng thịt kiều tươi rói. Thịnh liền trả lời, sao cũng được, cứ làm cách gì gọn nhẹ nhất có thể là được rồi. Ly liền gật gù, à thế tôi cắt chung ra thành bỏ vào trong lò nướng nhé, nhanh thôi. Nói xong thì Ly quay lưng hướng xuống bếp, Nhi cũng đi theo để phụ. Lúc này chỉ còn lại Khang và Thịnh ngồi trên bàn. Khang đưa mắt nhìn xuống dưới bếp như là để thăm chừng rồi thì thầm. Ê Thịnh, ta có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Nói nhỏ thôi, ta không muốn Ly với Nhi nghe thấy. Được rồi, có chuyện gì? Từ hôm đến đây á, mày có thấy chuyện gì lạ không? Trước câu hỏi của đối phương, Thịnh nhíu mày một cách khó hiểu rồi hỏi ngược lại. Là sao, lạ cái gì? Ta cũng không biết phải nói như thế nào cả, nhưng mà dường như tao cảm nhận được căn villa này có vấn đề. Nó vấn đề gì? Nói nhanh xem nào. Cứ úp úp mở mở như vậy ta khó chịu lắm. Thịnh lại hướng hai mắt xuống bếp nhìn một lần nữa rồi bắt đầu kể. Như mày cũng biết đó, tao ở trên tầng cao nhất, trên ấy chỉ có một mình. Nhưng mà vào ngày hôm qua khi mà mình dọn tới đây, tao cứ nghe thấy những tiếng đậm giống như có ai đó cả vào bức tường của căn phòng chống kế bên. Lúc sang kiểm tra thì lại không thấy gì cả. Chưa dừng lại ở đó, đêm qua khi mà tao ngủ còn bị bóng đè, suýt nữa thì bị ngạt cả thở. Tao tuy trước giờ không phải tin vào tâm linh hay mê tín, thế nhưng mà mình cũng nên kiêng cử mày hả? Bây giờ tao nói cho mày nghe để mà tìm cách, chứ nếu để cho hai đứa kia biết, đàn bà con gái mà, chúng nhất định sẽ làm ầm lên rồi đòi dọn đi ngay. Nghe xong câu chuyện của Khang, Thịnh có vẻ đăm chiêu, bởi trong gương mặt của đối phương không giống như đang đùa giỡn. Và lại anh cũng hiểu rõ tính cách thật thà, có sao nói vậy của bạn mình. Tuy nhiên phần lý trí không tin vào chuyện tâm linh của anh vẫn còn mạnh lắm. Thịnh lắc đầu trả lời ngay. Này, nó không phải là quỷ ma gì đâu. Để tao giải thích cho mà nghe. Hôm kia mày đã bay một chuyến cực kỳ dài tới nước ngoài về, rồi sáng hôm qua lại đi chuyển tới đây. Là chỗ cho nên không tránh được cái chuyện mệt mỏi. Ta đọc nhiều sách tâm lý của Nhi cho nên tao biết, khi mà đầu óc con người ta không đủ tỉnh táo thì dẫn đến những cái chuyện như là ảo giác, nghe và nhìn thấy những điều mình cho là hiện tượng tâm linh. Hơn nữa là mày thử nghĩ mà xem, cả bọn ở trong này sao chỉ mình mày nghe thấy thứ đó? Tin tao đi, không phải ma quỷ gì đâu. Sự lý giải của Thịnh khá có lý, cho nên Khang cũng gật gù cho qua. Chưa hết, anh còn buông lại một câu châm chọc. Này, mày có khiếu làm bác sĩ tâm lý đấy, hay là thôi bỏ bất động sản đi, mày với con Nhi mở phòng khám tâm lý cùng nhau có khi lại nổi tiếng cả nước. Thôi, bớt tào lao lại đi, tao chỉ tìm hiểu một cách để giết thời gian thôi, chứ mục tiêu của tao là kiếm càng nhiều tiền càng tốt, và chỉ có bất động sản mới có thể mà thôi. Cuộc trò chuyện tới đây bị cắt ngang bởi hai cô gái từ trong bếp đã xuất hiện. Trên tay của họ là phần thịt kiều đất được nướng, tỏa ra mùi thơm phức. Ăn kèm với nó là khoai tây nghiền và vài cái bánh bao hấp. Không khí lúc này cũng đã vơi bớt đi sự nặng nề. Cả bọn ngồi xuống bắt đầu vừa ăn vừa nói vài câu chuyện phiếm với nhau. Gần nửa giờ đồng hồ trôi qua, bữa ăn lúc này cũng đã sắp xong. Thịnh có vẻ là người đứng lên trước khi mà anh cố uống cho hết cốc nước ngọt trước mặt. Đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng người vọng lại. Mọi người đang ăn hả? Giọng nói vừa rồi đó là của Cường, nhưng mà điều khiến cho tất cả mọi người trong phòng ăn bất ngờ chính là Nhân cũng xuất hiện và đi ngay phía sau. Ly là người đầu tiên lên tiếng. Ơ, Nhân, ông xuất viện rồi hả? Sao lúc nãy anh Cường bảo là ông vẫn chưa tỉnh? Không sao, tôi khỏe rồi. Nhân đáp lại nhưng gương mặt vẫn còn xanh xao hốc hác. Thịnh và Khang cũng nhanh chóng rời khỏi bàn hỏi thăm đối phương, nhưng chưa kịp kết lời Nhân đã nói. Chúng ta ở trên nốt đêm nay thôi nhé, mai giải tán ai về nhà nấy. Nhân nói dứt câu thì cả bọn đều nghịt mặt ra. Thịnh lắp bắp. Ây, mày bị sao đó Nhân, tự dưng đòi nghỉ? Nếu sức khỏe của mày chưa ổn sao không ở lại bệnh viện tỉnh dưỡng ít hôm, đòi về làm gì? Không, tao hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là tao không muốn ở đây nữa, chơi vậy đủ rồi, tụi bay cũng phải về mà làm việc chứ. Ừ hay. Thịnh bắt đầu nóng nảy hơn. Mày đừng có vô lý vậy chứ. Đừng nghĩ mình là trưởng nhóm thì muốn nói gì thì nói. Cái chuyện nhập viện á, làm cho cả bọn lo lắng, gác lại cuộc vui chơi. Bây giờ khỏe rồi mày đòi giải tán, mày nghĩ mày là ai chứ? Nếu không có mày thì bọn tao vẫn chơi với nhau được mà.
Mày không hiểu, mày không biết đâu Thịnh ạ. Mày biết cái gì? Hay là mày chỉ nghĩ cho bản thân? Chúng tao là cái gì chứ? Thậm chí là cả ngày hôm nay còn lo lắng cho mày rất nhiều. Tao thất vọng về mày quá Nhân. Nói đến đây thì Thịnh bỏ đi thẳng về phòng. Nhị Thích như vậy cũng chạy vội theo. Không khí bây giờ trở nên ngột ngạt nặng nề đến mức khó chịu. Những người còn lại kể cả Nhân cứ đứng trơ ra như mấy pho tượng. Thế không ổn cho nên Khang liền bước tới vỗ vai của bạn rồi thì thầm. Nhân, mày tạm thời cứ về phòng nghỉ đi. Đừng quan tâm lời của thằng Thịnh nói. Tính nó trước giờ nóng nảy quen mà chấp làm gì. Nhân không đáp chỉ gật đầu rồi bước về phía cầu thang. Cường thì thở dài thườn thượt ngồi xuống bàn vừa bốc một chiếc bánh bao lên vừa nói. Ta chả hiểu nổi cái thằng Nhân nữa. Lúc nãy bác sĩ còn bảo là nó cần phải theo dõi ít nhất là thêm một ngày. Nhưng mà đùng một cái vừa mới tỉnh dậy là nó nằng nặc đòi về. Còn bảo là có cái chuyện quan trọng. Trên đường về tao hỏi mãi mà nó không có hé răng nửa lời. Xong về tới đây thì lại... Nghe Cường kể thì Khang quay sang nhìn Ly với một ánh mắt ái ngại. Để cho Cường ăn xong cả bọn lo dọn dẹp rồi cùng quay về phòng nghỉ ngơi. Đợi sáng mai sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau. Nói về Thịnh, sau khi vào phòng thì anh vẫn còn bực bội lắm. Mặc cho Nhi khuyên nhủ, thực ra thì Thịnh đã không ưa Nhân từ lâu. Với bản tính thích tự do phóng khoáng của mình thì làm sao có thể thoải mái với một người khuôn phép cứng nhắc như Nhân được chứ. Thứ giữa hai người còn chơi với nhau được trong nhóm là vì mối quan hệ với những người bạn khác mà thôi. Thời gian cứ như vậy trôi đi, mới đây mà đã hơn 11 giờ đêm, Thịnh gấp màn hình laptop lại chuẩn bị leo lên giường. Nhi lúc này đang ngủ say lắm, đúng lúc đang định đưa tay tắt đèn thì anh chợt thấy màn hình điện thoại của mình bật sáng, một dòng tin nhắn hiện lên. Ngủ chưa? Xuống dưới nhà uống với tao vài lon. Người nhắn không phải ai khác mà chính là Nhân. Thịnh liền nhíu mày lẩm bẩm. Cái thằng này, mày định giở trò gì nữa đây? Hay là nó định xin lỗi mình? Nghĩ vậy cho nên lòng tự cao của Thịnh trỗi dậy. Anh rón rén mở cửa phòng rồi xuống dưới nhà. Vừa đi vừa mường tượng trong đầu cảnh mình sẽ chỉ trích đối phương một trận. Xuống đến nơi thì đã thấy Nhân ngồi giữa phòng khách. Dưới chân là 4-5 vỏ lon bia đã uống cạn. Trông thấy Thịnh thì Nhân cất tiếng hỏi. Sao thức khuya vậy không ngủ được à? Thịnh gật gù giữ nguyên thái độ trịch thượng. Gọi ta xuống đây có chuyện gì? Mày vừa xuất hiện mà, sao không nghỉ ngơi đi? Không, tao khỏe rồi. Thịnh ngồi xuống bật một lon bia tu một hơi. Thế nhưng mà đợi mãi không thấy Nhân xin lỗi như suy nghĩ. Anh sốt ruột lắm cho nên hỏi lại một lần nữa. Mày gọi tao xuống đây chỉ để uống bia à? Thế tao xin phép tao uống nốt lon này rồi về phòng ngủ. Mày có tin có ma không? Mày lại ăn nói khùng điên gì vậy? Tao hỏi thật mà. Hỏi thật hay là đùa thì kệ mẹ mày chứ điên khùng à? Đêm qua phải tao trả lời sao? Mày bị ma ám hay gì đó mà cứ hỏi câu này mãi. Đúng vậy. Nhưng mà không chỉ tao bị ám đâu, cả nhóm chúng ta đều bị cả. Càng nghe Thịnh lại càng cảm thấy như mình bị đối phương bớt cợt. Anh đặt lon bia trên bàn đứng dậy bỏ đi. Thằng Minh nó về rồi. Bước chưa quá 3 bước thì thằng Thịnh đứng khựng lại bởi câu nói của Nhân. Anh quay ngoắc ra trừng mắt nhìn nó. Mày nói gì? Minh gì? Thằng Minh nó về rồi. Nó ám tụi mình rồi. Cái thằng này, mày có chịu ăn nói nghiêm túc không à? Đầu óc mày không tỉnh táo phải không? Mày muốn tao đấm cho mày phải đấm không? Vừa nói Thịnh vừa quay trở lại túm áo của Nhân. Thế nhưng anh nhận ra gương mặt của Nhân hoàn toàn không vẻ là đùa cỡn. Ngược lại nó liền toát lên một sự lo lắng nhất định. Đối phương đẩy xuống ghế. Thịnh chỉ mặt rồi gắt. Mày nói nhanh đi. Rốt cuộc có liên quan gì đến thằng Minh? Mà mày không có nói rõ được thì đừng trách tao. Nhân hít một hơi cầm lon bia trên bàn tu ở ngực đến cạn sạch. Đôi tay của anh ta run rẩy như thể đang cố gắng kìm nén sự sợ hãi trong đầu của mình vậy. Người tên Minh mà anh vừa nhắc đến đây là thành viên thứ 7 trong nhóm. Thời ấy Minh cũng là trưởng nhóm vị trí của Nhân bây giờ. Chỉ tiếc là đầu năm học lớp 11, Minh được phát hiện đã treo cổ tự tử trong phòng ngủ. Để lại không biết bao nhiêu sự thương tiếc, xen lẫn thắc mắc của những người thân xung quanh. Nhưng mà tính tới hiện tại cũng đã 6 năm trời trôi qua kể từ sau cái chết của Minh. Mọi thứ vẫn dần chìm vào quên lãng. Cho nên bây giờ khi nghe Nhân nhắc tới thì gần như chẳng có nổi ấn tượng nào. Này, mày còn nhớ cái đoạn chat trong tin nhắn cả nhóm vào hôm trước chứ? Tin nhắn nào? Thì tin nhắn tao rủ cả bọn đi chơi. Thì sao?
Mày có vào xem lại lần nào không? Không, xem làm gì? Vậy thì mày hãy xem lại đi. Tao nghĩ chắc mấy đứa kia cũng chưa biết đâu. Thịnh nhíu mày, điện thoại mở đoạn chat lên xem. Rồi, tao đang xem đây, có gì đâu. Vẫn là tin nhắn của mày thôi. Giờ mày thử nhấn vào phần của những người đã xem đi. Và rồi sau khi làm theo lời của Nhân, Thịnh mới há hốc mồm kinh ngạc. Bởi trong danh sách những người xem có cái tên Minh, người bạn quá cố của anh. Nhưng mà làm sao có thể được khi Minh đã mất từ lâu và nick của anh không còn hoạt động. Cái này... Mình ngước mắt lên nhìn Nhân với sự ngỡ ngàng. Nhân liền bật thêm một lon bia rồi từ tốn nói. Đêm đó ta cũng chỉ ấn nhầm vào phần chi tiết tin nhắn thôi. Rồi thấy tên của thằng Minh hiện lên. Nhưng mà nghĩ người nhà nó vẫn dùng cho nên là ta không quan tâm. Nhưng mà mày không thể tin được đâu. Ngày hôm qua khi mà đặt chân đến căn villa này, ta cứ cảm thấy có cái gì đó làm sống lưng của mình lạnh cắm. Rồi đến chiều khi mà nhận thùng đồ ăn từ ông Hưng, ta thấy ông ấy chuẩn bị đến 7 phần. Hỏi thì ông ta bảo nhóm mình có 7 người, thì phải chuẩn bị 7 phần chứ. Rõ ràng nhóm của ta có 6, 4 nam và 2 nữ. Nhưng mà không, ông Hưng bảo là ngoài 6 người bọn mình còn có một người nam trẻ tuổi đi phía sau. Lúc bàn giao căn villa, ông ta không thích cậu ta lầm lũi đi theo, không giao tiếp với bất cứ ai. Cho nên cũng chỉ nghĩ là người trong nhóm mà không có hỏi. Và rồi khi mà tao ngờ ngợ đưa tấm hình cũ của thằng Minh trong Facebook, thì ông Hưng thốt lên quả quyết đây chính là người thứ 7. Cái gì? Sao lại có thể như vậy? Đây là điều không thể. Mày suy nghĩ lại đi. Có thể đó là lỗi hiển thị tin nhắn. Hoặc cũng có thể là người nhà của thằng Minh vẫn còn sử dụng tài khoản của nó thì sao? Tao cũng muốn nghĩ như mày. Tuy nhiên sự thật thì vẫn là sự thật. Đêm qua sau khi về phòng tức chợp mắt được một chút, thì lại nằm mơ thấy thằng Minh. Nó đứng ngay đầu giường của tao. Sợ quá không dám ngủ, tao mò xuống mở tivi lên xem cho đến tận sáng. Tao không biết mình bị gì để nhập viện cả. Nhưng mà tao thực sự mệt mức tí nó không thở nổi. Tao nghĩ mình bị bóng đè, hay nói đúng hơn là bị hồn ma của thằng Minh nó ám. Kể đến đây thì giọng của Nhân đã lạc cả đi. Anh đưa bàn tay run rẩy của mình lên, cầm lấy lon bia mà tu ở ngực. Ở phía còn lại Thịnh mơ hồ. Thế nhưng mà ta sợ sao thằng Minh bây giờ nó lại về? Và chúng ta có thù oán gì với nó đâu chứ? Có lý do cả đấy. Và cái hôm đám tang của thằng Minh kết thúc, tụi bay về nhà hết, chỉ có tao ở lại phụ mẹ nó ít việc. Đang loay hoay cái bàn ghế thì tự nhiên có tiếng khóc. Rồi một bà cô tuổi trung niên đổ vật ra sàn nhà gào lên là mẹ ơi con đau lắm, con lạnh lắm. Lúc đó mọi người trong nhà tá hỏa. Người ta bảo là vong hồn của thằng Minh hiện về nhập vào người phụ nữ này. Mẹ nó vật vã khóc lóc gọi tên con. Hỏi tại sao thì lại hồ đồ như vậy. Nhưng mà nó không có trả lời. Tôi chỉ nhìn khắp một lượt xung quanh rồi dừng ánh mắt lại phía tao. Tao sẽ trở về, tao sẽ trở về. Đó là tất cả những gì nó nói trước khi xuất khỏi người phụ nữ kia. Sự việc lúc đó hơi có phần hoang đường và mẹ của thằng Minh thì cũng dặn tao giữ kín. Cho nên tao không dám kể cho anh nghe cả. Bây giờ sâu chuỗi lại tất cả, tao nhận ra có lẽ là cái thằng Minh nó đang làm theo đúng như lời nói khi xưa. Vô lý quá. Ta thấy chẳng có lý do gì để một đứa chết bao năm trời đột nhiên lại hiện hồn về cả. Nghe nó nói vô lý lắm. Nhưng mà vì mày thấy, những điều ảo giác được sinh ra khi mà cơ thể mệt mỏi và ám ảnh những cái chuyện trong quá khứ mà thôi. Nhưng mà không có nhân nhị gì cả. Mày đừng nghĩ nhiều nữa. Bây giờ về phòng nghỉ ngơi đi. Mày cố gắng đi chơi với bọn tao cho khuây khỏa đầu óc là ổn thôi. Nhân vẫn còn muốn nói thêm điều gì nữa, thế nhưng mà anh ta cũng thôi, gật gù nốc cho hết lon bia rồi cùng trở về phòng nghỉ ngơi. Và trong phòng thì ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ trước bàn trang điểm. Nhi lúc này vẫn còn đang ngủ say, không hề hay biết gì cả. Hàng loạt những suy nghĩ ngổn ngang làm cho anh rối bời. Thực ra thì Thịnh vẫn không tin vào chuyện tâm linh. Nhưng có điều tiên minh được Nhân nhắc tới vừa rồi gợi lại cho anh khá nhiều những hoài niệm. Nói một cách chính xác thì nếu như Minh còn sống đến giờ, chưa chắc anh đã quen được Nhi. Bởi cô và Minh khi ấy vẫn còn đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, thậm chí là sắp tiến tới một mối quan hệ tình cảm công khai. Sau cái chết bất ngờ của Minh, Nhi sụp đổ lắm. Cũng phải mất một thời gian khá lâu thì cô mới chấp nhận yêu Thịnh. Trở về với thực tại, Thịnh thở dài, đưa mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường. 2 giờ rồi, tôi không nghĩ nữa, đi ngủ thôi. Thịnh tự an ủi bản thân, cố gắng gạt hết mọi mơ hỗn độn trong đầu, rồi leo lên giường. Ôm Nhi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau lúc thức dậy thì đã quá 9 giờ sáng. Thịnh đưa mắt nhìn xung quanh.
Không thích Nhi đâu, buột miệng anh liền cất tiếng gọi. Nhi, em đâu rồi Nhi ơi? Không thấy có tiếng người yêu trả lời, Thịnh nhíu mày ngồi bước xuống giường. Sau khi chắc chắn Nhi không có trong phòng thì anh mở cửa, lọ mọ xuống lầu. Đến nơi đúng là Nhi đang ở trong phòng khách, còn có cả Khang, Ly và Cường nữa. Thịnh liền nhíu mày hỏi. Mọi người làm gì mà tập trung sớm vậy, có trò gì mới hả? Anh dậy rồi sao? Nhi đưa mắt nhìn người yêu, gương mặt của cô có vẻ lo lắng. Nhân bỏ đi rồi anh. Sao? Thằng Nhân nó bỏ đi? Lúc sáng này khi ta thức dậy đó, bước xuống lầu thì đã thấy cửa phòng của nó mở toang. Nhìn vào bên trong đồ đạc được dọn sạch, chắc nó về rồi. Sao không gọi thử cho nó? Tự dưng về là thế nào? Không có gọi được đâu. Sáng giờ bọn tao thử gọi rồi mà nó không có nhấc máy. Chả biết nó nghĩ gì trong đầu, nếu mất vui thực sự đó. Thịnh cất điện thoại lại trong túi quần. Tuy nhiên do có cuộc nói chuyện với Nhân đêm qua, cho nên anh ngầm hiểu lý do cho sự biến mất này của Nhân. Chắc là anh ta sợ, sợ vong hồn của Minh lại tìm kiếm mình. Cái thằng này đúng là nhít chết mà. Thế bây giờ tụi mày tính sao? Muốn ở chơi hay là về? Cường nói với vẻ chán nản. Chắc là về thôi. Lúc đi cả nhóm mà giờ thiếu mất một đứa chơi gì. Nhi cũng nói chen. Đúng rồi đấy. Em thấy là từ hôm qua đến giờ chuyến đi chơi này có vẻ không suôn sẻ lắm. Thôi thì ai về nhà nấy, hẹn đợt sau nữa vậy. Đi Khang hay người thế nào? Bọn tôi sao cũng được, không vấn đề gì đâu. Đúng lúc này có tiếng người ở bên ngoài vọng lại. Các cô các cậu dậy chưa hả? Tôi mang đồ ăn đến rồi đây. Nhận ra đó là giọng của ông Hưng, mọi người đều hướng ánh mắt ra phía cửa. Ông ta bước vào, trên tay là một thùng xốp chất đầy hải sản tươi sống. Ông đặt chúng xuống, lau đống mồ hôi lấm tấm ở trên trán rồi nhoẻn miệng cười. Cậu Nhân gì đó dậy chưa? Tôi gọi để giao đồ ăn mãi chẳng thích ai trả lời cả. Thịnh liền lên tiếng. Vâng ạ, Nhân có việc cho nên về trước chú. Với lại chắc bọn cháu cũng không nhận thùng thức ăn này đâu. Chuẩn bị lát nữa bọn cháu cũng dọn khỏi đây rồi. Ồ, sao vậy? Có chuyện gì sao? Sao mới chỉ ở đây chưa được có 3 hôm? Nhi liền nói chen. Không đâu, chú đừng nghĩ vậy. Dạ bọn cháu có công việc riêng cho nên không thể tiếp tục ở lại. Chiếc căn villa này đúng là đẹp lắm. Không có chỗ để chê đâu chú hả? Thế nhưng trước lời nói của Nhi, ông Hưng chồng vẫn còn buồn lắm, ông thở dài. Các cô các cậu làm thế này tôi không biết phải nói sao với ông chủ cả. Thời gian vừa rồi chuyện kinh doanh ở đây đã không khá khẩm gì cả. Cậu đã gần cuối năm, tôi muốn có chút thành tích để lấy được tiền thưởng. Bây giờ thế này chắc thế năm nay chết đói. Thịnh bước tới vỗ vào vai của ông Hưng. Ờ kìa chú, sao chú nói vậy, chú yên tâm đi. Bọn cháu không ở lại đến ngày thứ 3, nhưng mà vẫn sẽ trả luôn chú số tiền tương đương với 5 ngày như đã dự kiến. Chú cứ yên tâm là không bị thiệt thòi với bọn cháu đâu. Ờ có thật không? Nhưng mà nếu lấy tiền của các cô các cậu như vậy cũng đâu được chứ. Mọi người không ở thì sao lại trả tiền? Tôi thả tiết này nhịn đói cũng không làm vậy đâu. Lương tâm không cho phép. Đúng lúc này thì Ly bước ra cất giọng lên suýt xoa. À cái đống hải sản này tươi quá. Nếu mà bây giờ về luôn thì vừa khó xử với chú Hưng, mà tôi cũng vừa thích tiếc chúng. Hay là thế này đi, chúng ta ở lại thêm đêm nay, dùng số hải sản này làm một bữa tiệc nhỏ, mời cả chú Hưng tham gia. Bọn cháu sẽ ở lại thêm một ngày hôm nay, với điều kiện là chú nhận luôn 5 ngày tiền thuê villa. Còn không thì bọn cháu bây giờ cũng dọn đi đó. Mọi người thấy sao? Trước lời đề nghị của Ly, Khang liền gật đầu. Ta đồng ý. Dù gì thì bữa giờ chưa được ăn hải sản, cũng chỉ nán lại thêm một đêm thôi. Còn thằng Nhân để lát nữa tao gọi bảo nó quay lại chơi với bọn mình là được. Cũng có lý đó. Còn về phần của Thịnh và Nhi, cả hai vốn đang định về, nhưng bây giờ nếu ở lại đêm nay sẽ là cơ hội cho cả hai phát thiệp và công khai lễ cưới sắp tới. Nghe vậy Nhi nháy mắt ra hiệu cho người yêu, như là ngầm hiểu ý của cô. Thịnh gật gù. Được, Ly tính như vậy được đấy. Rồi anh liền quay sang ông Hưng. Tối này chú Hưng nhất định phải tham gia cùng bọn cháu nhé. Coi như là lời cảm ơn chú chuẩn bị căn villa cho bọn cháu tốt quá. Cơ mặt của ông Hưng giãn ra đôi chút, ông gật đầu. Được được, tôi cảm ơn các cô các cậu, mọi người tốt với tôi quá. Nói thêm vài câu nữa thì ông ta xin phép ra về và lo công việc khác. Lúc này những người trong nhóm cũng bắt đầu chia ra để lo ăn sáng. Thì ngồi xuống bộ ghế sofa mở điện thoại để gọi cho Nhân. Tuy nhiên những gì anh nhận được chỉ là vài tiếng bíp và dòng thông báo được ghi âm sẵn của tổng đài. Thịnh liền thở dài. Cái thằng này nó sợ cái gì mà dữ vậy chứ. Đúng là thần hồn nát thần tính.
Đến trưa thì Thịnh tổng cộng đã gọi cho Nhân hơn chục cuộc, nhưng tất cả chỉ cùng một kết quả. Bất lực, anh cũng từ bỏ luôn ý định gọi bạn trở lại tham gia bữa tiệc cuối cùng đêm nay. Nhưng mà thực ra nếu như suy nghĩ kỹ, Nhân sợ ma đến vậy thì liệu có dám quay lại không? Trở về chiều sau giấc nghỉ trưa thì hai cô gái trong nhóm bắt đầu đem đống hải sản ra sơ chế. Bữa tiệc tối nay có đầy đủ các loại cá mực và mấy con tôm hùm to bằng bắp tay của người lớn, vừa làm như vừa thì thầm. Ly này, cho tôi nói thật nhé, bà trông tươi tắn mơn mởn vậy mà sao lại không muốn yêu đương? Hay là bà không thích đàn ông phải không? Không có, tôi chưa có hứng yêu đương mà. Thôi đi, bà có biết chỉ cần bà chịu yêu đương thôi sẽ có ngay rất nhiều mối ngon không? Ôi xảo ơi, mối ngon nào đâu, bà thử giới thiệu tôi nghe xem nào. Thì Khang này. Sao Khang á? Ờ thì Khang nào vào đây nữa, bộ bà không biết sao? Tính tôi hay để ý lắm. Mấy hôm nay có thể là bà không để ý, chứ tôi thì thấy thằng Khang nó nhìn bà ánh mắt lạ lắm. Lạ là lạ thế nào, bà nói tôi chẳng hiểu gì cả. Thì ánh mắt của nó tràn đầy tình ý chứ còn gì. Bà đừng nói là bà không biết nhé. Không, tôi không biết thật mà. Trời đất ơi, vậy là bà phải chú ý tới người khác một chút đi. Chứ tôi là tôi thấy ánh mắt này á, giống hệt như lão Thịnh lúc còn cua tôi lắm. Lì tiếp tục lắc đầu. Kệ đi, nếu thật là như thế thì tôi cũng không chấp nhận tình cảm của Khang được đâu. Tôi không thích cậu ấy. Như liền lẩm bẩm. Bảo không thích đàn ông thì lại cứ chối, đúng thật là... Đúng 7 giờ tối, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Đêm nay ông Hưng đem tới một chai rượu thuốc kèm với lời quảng cáo. Loại rượu này được ngâm từ những loại thảo mộc quý hiếm, có tác dụng cường dương bổ thận. Ông uống bà khen, phải quý các cô các cậu lắm cho nên tôi mới đem biếu đấy. Thịnh cầm chai rượu lên rót thử một chút vào cái ly nhỏ. Sau vài cái nhấp môi thì anh gật gù, à đâu là rượu ngon đấy. Tiếp đến anh rót chia cho mỗi người một ít để uống thử. Tuy nhiên Lý lắc đầu lia lịa vì không dám, vì dư âm của trận rượu vang lần trước vẫn còn. Khang thì ôm bụng bảo mình bị đau bao tử cho nên từ chối. Thế là chỉ có Thịnh, Cường Nhi và ông Hưng uống mà thôi. Mà kể cũng lạ, thứ rượu này dễ uống lắm. Tới mức mới chỉ hơn 10 phút trôi qua mà Thịnh đã uống tới ly thứ tư. Và cũng chính lúc này anh thấy đầu óc của mình không được tỉnh táo, tay chân không còn cử động được theo ý muốn. Hai mắt thì nặng trĩu tự hồ như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Nhìn sang Vĩ Nhi đang ngồi bên cạnh thì trông cô cũng chẳng khác hơn là bao. Mình bị sao thế này chú Hưng? Thậm chí còn chưa nói hết câu thì Thịnh bật ngửa ra đằng sau, hai mắt mở đi rồi chìm hẳn vào bóng tối một cách vô thức. Thịnh dần tỉnh lại, lúc này ngoài trời đang có mưa, đôi mắt anh tạm thời không nhìn được, nhưng có thể nhận ra bởi tiếng nước mưa đang đổ xối xả vọng xuống tai khá là rõ ràng. Tuy nhiên điều đáng nói nhất ở đây chính là Thịnh bắt đầu bất ngờ nhận ra mình đang bị trói cả hai tay vào chân vào cầu thang trong tư thế quỷ. Chưa hết, bên cạnh là Cường, anh ta cũng bị trói nhưng chắc vẫn chưa tỉnh, cho nên hai mắt nhắm nghiền không chút phản hồi. Một tiếng động nhỏ vang lên kèm theo nguồn sáng chiếu thẳng vào mặt. Thịnh nhắm tịt cả hai mắt của mình lại, mơ hồ nhận ra có người đang dùng đèn pin dọi vào. Đó là ai? Tại sao anh lại bị trói như vậy? Nó tỉnh rồi. Một giọng nói trầm khàn vang lên, tất nhiên Thịnh nhận ra được cái giọng nói này của ông Hưng. Nếu sâu chuỗi tất cả mọi thứ, một suy nghĩ lóe lên trong đầu của anh. Ông Hưng, ông ta chuốc cho mình và mọi người uống thứ rượu kia, bây giờ định giở trò trộm cướp hay là một vụ bắt cóc? Tuy nhiên đầu óc nghiễm quá nhiều bộ phim tội phạm của Thịnh, dù có đưa ra hàng trăm suy đoán đi chăng nữa thì cũng không thể biết rằng tiếp ngay sau câu nói của ông Hưng, một giọng nói quen thuộc kém cũng vang lên. Bịt miệng nó lại. Nó mà la tiếng nào thì cứ đấm cho đến khi nào im mồm lại thì thôi. Ly. Thịnh giật mình gọi tên của đối phương rồi mở bừng mắt. Chiếc đèn pin lúc này không còn dọi thẳng vào mặt nữa. Qua ánh sáng lờ mờ phản chiếu của nó, Thịnh thấy đúng là Ly đang đứng trước mặt của mình. Gương mặt của cô lạnh lùng, cặp mắt như thể của một người khác vậy. Thịnh toan định nói gì thêm nhưng ngay lập tức bị ông Hưng dùng rẻ nhét vào miệng. Anh ú ớ vùng vẫy để mong được giải thích từ đối phương rằng đây chỉ là một trò đùa. Tuy nhiên đời không như là mơ. Thịnh ăn ngay một cú đạp thẳng vào bụng từ phía ông Hưng. Cơn đau nhanh chóng làm cho anh khuỵu xuống nhăn cả mặt. Cơn đau cho Thịnh biết
chẳng có một trò đùa nào ở đây cả. Nhưng tại sao lại thế này? Chuyện gì đang xảy ra? Còn Nhi và những người khác đâu? Họ có bị chung một cảnh ngộ như anh và Cường không? Một âm thanh nhỏ khác lại được vang lên. Lần này nó đến từ công tắc đèn trong phòng khách. Ánh sáng cũng vì vậy mà lan tỏa khắp mọi ngóc ngách. Thịnh cuối cùng cũng trông thấy Nhi. Cô bị trói trên một chiếc ghế gỗ, miệng bị bịt rẻ. Cả mắt đỏ hoe như thể đã khóc rất nhiều. Gần kề chỗ của Nhi, một sự bất ngờ khắc đập vào mắt của Thịnh. Khi anh phát hiện nhân người bạn tưởng chừng đã rời khỏi căn villa này, anh ta cũng bị trói trong chân tủ, sắc mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi kiệt quệ. Cánh cửa của căn villa mở ra, một bóng người từ bên ngoài bước vào. Tất nhiên là một người không có mặt trong gian phòng nãy giờ. Khang, anh ta không hề bị trói hay gặp bất cứ chuyện gì bất lợi. Trên tay của Khang xách một cái can màu trắng khá lớn, bên trong chứa đầy những thứ dung dịch gì đó. Xong cả rồi chứ? Lê hất hàm hỏi đối phương. Xong rồi, ngoài đường vắng lắm không có ai cả. Nói đến đây thì Khang bất chợt hướng mắt về phía của Thịnh. Thịnh cũng trợn mắt nhìn ngược lại. Ánh mắt của anh làm cho Khang có chút giật mình, vội quay đi hướng khác. Ở phía phòng khách, Nhi lúc này cũng đã được tháo tấm rè ra khỏi miệng. Ngay lập tức cô hét thẳng vào mặt của đối phương. Mày làm cái gì vậy hả Ly? Mày bị điên rồi hả? Một cái tát như trời giáng từ bàn tay của Ly đắp thẳng vào mặt, cắt ngang sự phẫn nộ của Nhi. Cô liền gằn giọng. Còn điếm, mày không có quyền lớn tiếng ở đây. Sở dĩ tao rút tấm rè ra là để cho mày có thể nói xin lỗi muộn màng đấy. Xin lỗi? Xin lỗi ai? Tao làm cái gì sai với mày mà phải xin lỗi? Mày bị điên à? Không, tao đâu bảo mày xin lỗi tao. Người mày cần xin lỗi là ở kia. Vừa nói, Ly vừa chỉ tay về phía trước bàn kính. Trên bàn kính là một tấm ảnh, thứ mà khiến cho sắc mặt của Nhi gần như biến đổi hoàn toàn. Cái gì? Mày nhận ra ai đây không con điếm? Minh. Nhi lắp bắp gọi tên người xuất hiện trong tấm ảnh. Đúng, đó chính là Minh, người bạn trong nhóm đã mất từ lâu của cô. Nhận ra rồi sao không xin lỗi đi? Vừa nói, Ly vừa dùng tay bóp mạnh miệng của đối phương. Chứng cảnh người vợ sắp cưới bị hành hạ, Thịnh gần như không kiềm chế được. Anh cố gắng vùng vẫy ú ớ trong tuyệt vọng. Tất nhiên những gì Thịnh nhận ra chỉ là những cú đấm của ông Hưng mà thôi. Chồng thích như vậy, Ly bật cười khanh khách, ra hiệu cho ông ta ngừng tay lại. Cô bước tới gần anh hơn, miệng chắp tay mấy cái ra vẻ tiếc rẻ. Thật tội nghiệp cho bạn tôi, đến bây giờ mà vẫn ra sức bảo vệ con điếm này sao? Thế được rồi, để tôi cho bạn sáng mắt ra nhé. Ly kéo một chiếc ghế khác ngồi xuống đối diện chỗ của Thịnh rồi bắt đầu nói. Hơn 6 năm trước, một thành viên quan trọng trong nhóm này đã vĩnh viễn từ bỏ mạng sống của mình. Đến giờ vẫn không ai biết được nguyên nhân của cái chết. Vừa nói, Ly vừa lấy trong túi áo của mình ra một cuốn sổ tay nhỏ nhỏ. Cô lật dở một trang có vẻ đã được đánh dấu sẵn rồi đọc. Ngày 10 tháng 7, hôm nay mình buồn quá. Tại sao Nhi có thể làm chuyện đó sau lưng của mình? Rõ ràng mình đã thấy cô ấy đi vào nhà nghỉ với gã thầy giáo thực tập. Mình cố gắng trấn an bản thân là nhìn nhầm người. Nhưng không, sau 2 tiếng chờ đợi lần này thì không thể nhầm lẫn được. Nhi bước ra với nụ cười để mãn nguyện trên môi, tay trong tay với gã thầy kia. Thậm chí cô ấy còn khựng lại khi trông thấy mình nữa. Vậy là mọi thứ sụp đổ chấm hết thật rồi. Đọc đến đây thì giọng của Ly run lên, hai mắt của cô đã ngấn nước. Phải mất một lúc thì cơn xúc động mới có thể kìm nén lại được. Ly cất cuốn sổ lại trong túi áo rồi nhìn Thịnh. Bạn tôi à, bây giờ bạn đã sáng mắt ra chưa? Cái người mà bạn sắp cưới ấy, cô ta nhơ nhớp lắm. Ngồi với cả thể thực tập chỉ mong điểm kỳ ấy được cao lên. Bạn nghĩ xem, trong thời gian yêu bạn, con điểm ấy cắm bao nhiêu cái sừng lên đầu của bạn? Thịnh lắc đầu lìa lìa, ánh mắt cố gắng hướng về phía của Nhi để hy vọng cô ấy phủ nhận những gì Ly nói. Thế nhưng không, gương mặt của Nhi lúc này hoàn toàn vô hồn, không biết có phải cô đang choáng váng cho nên không nghe lời luận tội vừa rồi của Ly, hay là sự im lặng đồng tình như là thừa nhận. Ly rời khỏi ghế, tháo tấm rè trong miệng của Thịnh ra. Giờ bạn hãy chửi con điếm kia đi, nó không xứng đáng với bạn đâu, bạn hãy xì vào nó. Đã đáng phải nhận những lời như vậy. Ly. Thịnh liền thều thào. Tất cả chuyện này là do bà bày ra sao? Tại sao lại vậy?
Ly lại cười giòn. Tại sao ư? Tại vì tôi hận. Nếu không có con điếm này, Minh đâu phải chết oan. Minh là của tôi. Khang lúc này cũng chen. Thịnh, thực ra kế hoạch vạch mặt Nhi đã được Ly chuẩn bị từ trước khi về nước. Cô ấy tìm tới tao và mời tao gia nhập cùng. Tao định không tham gia, nhưng mà sau khi đọc được cuốn nhật ký của Minh và thông tin mày với Nhi sắp cưới thì tao không muốn cô ta làm khổ đời mày. Sao? Sao mày biết tao sắp cưới? Tao còn chưa gửi thiệp cho tụi mày. Sao lại không biết? Mày có thể giấu, nhưng mà những vị khách mà mày mời họ đâu có giấu được đâu. Ta thấy Lì vô tình thấy ảnh của một người bạn chung trên Facebook. Chính Lì cũng là người đã dùng tài khoản của Minh để xem tin nhắn. Tiếp đến trước ngày chúng ta tới nhận căn villa, Lì đã nhờ chú Hưng đây đến trước một bước. Chồng gấp đôi tiền thuê, lão chủ hám tiền nên gật đầu đồng ý tấp lự. Là cũng đâu có mặt mũi nào nghe điện thoại của Nhân. Chính chú Hưng dựng nên chuyện thế Minh cho Nhân nghe, với mục đích là để cậu ta nói lại, rồi làm cho Nhi tự thú trước tội lỗi của mình. Nhưng mà cái thằng này nó không những không nói ra mà còn cố gắng giữ kín. Trước viễn cảnh kế hoạch đổ bể, ta phải cho nó uống thuốc ngủ rồi trói lại, nhét vào căn phòng chống kế bên phòng mình. Nghe đến đây thì Thịnh đã hiểu ra tất cả. Những cặp mắt của anh khi nhìn Ly và Khang không hề có chút thông cảm. Anh liền gằn giọng: hai đứa mày điên cả rồi, trả thù gì chứ? Thằng Minh nó cũng chết có bao nhiêu năm, chúng mày định đào lại chuyện cũ đến bao giờ? Ai mà chẳng có sai lầm. Hiện tại tao tin vợ tao, cô ấy chắc chắn không phản bội tao. Câu nói của Thịnh làm cho Nhi giật mình, đưa mắt nhìn sang anh chân chối. Ly cười một tràng lớn, đưa tay lên vỗ đùm đốp. Đúng thật là phí công mà. Xem ra gu của mày tệ hơn tao nghĩ nhiều đấy Thịnh. Mày chấp nhận con điếm này sao? Nhưng mà rất tiếc đêm này sẽ là đêm cuối cùng mày được thấy mặt con điếm ấy. Nói dứt câu thì Ly bước thẳng về phía cái can ban nãy. Cô vặn nắp đổ thứ dung dịch bên trong. Một mùi hăng sộc thẳng vào trong mũi. Thịnh biết đó là mùi của dầu hỏa. Khang thì có vẻ hoảng sợ. Anh ta chạy tới toan định giằng lấy can dầu trên tay của đối phương. Ly, làm gì thế? Chẳng phải bà bảo can dầu này chỉ để hù dọa, phòng hờ trường hợp như không chịu thừa nhận tội lỗi của mình thôi mà. Bây giờ bà định làm gì? Còn làm gì nữa? Ông không thấy sao? Tới tận giờ này nó vẫn có người yêu thương, nên đâu bị trách móc, tội nghiệp cho Minh. Cái chết của cậu ấy quả thật không đáng. Vì một con điếm mà chết thì quá không đáng. Vậy nên là tôi đổi ý rồi. Tôi sẽ cho nó xuống âm phủ tự nời nói lời xin lỗi với Minh. Trời đất ơi Ly, đừng làm như vậy, ngừng lại đi. Thế nhưng mà đống dầu hỏa trong can trong thoáng chốc đã được đổ ra khắp sàn. Nó lan ra đến vị trí của Nhi và cả Nhân nữa. Hơn bao giờ hết Thịnh nhận ra bản thân của mình và tất cả mọi người ở đây đang gặp nguy hiểm đến nhường nào. Từ trong túi áo của mình, Ly lấy ra một chiếc bật lửa rồi hét lớn: cấm không được bước qua đây. Khang cũng đứng khựng lại không dám làm liều. Gương mặt của anh hiện lên sự bất lực, chỉ còn biết chắp hai tay lại. Ly à, làm ơn ngừng lại, tôi cầu xin bà. Chẳng phải bà đã hứa sau khi sự thật được phơi bày bà đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi? Bây giờ bà làm thế này, liệu chúng ta có đến được với nhau không? Ly bước thụt lùi dần về phía của Ly. Chiếc bật lửa vẫn cầm trên tay, cô lắc đầu nghẹn ngào. Khang, tôi có lẽ phải xin lỗi ông. Bởi cả đời này tôi chỉ yêu duy nhất một người. Ông rất tốt. Bây giờ ông và chú Hưng hãy rời khỏi đây. Tôi, chính tôi sẽ kết thúc tất cả. Đừng, đừng mà. Tiếng của Khang và Thịnh đồng thanh thét lên. Chiếc bật lửa trên tay của Ly cũng bùng cháy. Vậy là tất cả sẽ kết thúc tại đây sao? Nhưng mà không. Đúng lúc ấy thì một cơn gió cực mạnh không biết từ đâu thổi tới, hất văng chiếc bật lửa trên tay của Ly xuống đất, đèn trong phòng vụt tắt. Đâu, đâu rồi? Ly quỳ xuống lần mò trong đống dầu hỏa vương vãi dưới sàn để tìm bật lửa. Thế như vậy Thịnh hét lớn: mở chói mau, mau lên. Nghe thấy như vậy Khang như bừng tỉnh, vội vàng thúc giục ông Hưng chạy đi cởi chói cho từng người. Sau hơn 2 phút đồng hồ tất cả đã được cởi chói, Thịnh bế thốc Nhi lên. Ông Hưng thì dìu Cường, còn Khang thì cõng Nhân. Ra khỏi cửa, cả thầy nằm vật xuống bãi cỏ bên ngoài. Thịnh thở hồng hộc như là sắp đứt hơi. Lúc nãy đây nhận ra Ly vẫn còn bên trong nên Khang vội vàng chạy vào. Nhưng lúc chỉ còn cách cánh cửa chừng 5 bước chân thì ngọn lửa bên trong bất ngờ bùng lên dữ dội. Ly, Ly ơi! Khang gọi tên của Ly trong vô vọng, nhưng chẳng hề có tiếng nào đáp lại từ cô cả. Đến tận gần sáng thì đám cháy mới được kiểm soát. Từ bên trong đống đổ nát thi thể Ly được nhân viên cứu hộ mang ra.
Khang khóc nấc vật vã trên nền đất. Những người còn lại thì được đưa đến bệnh viện để theo dõi sức khỏe. 2 tháng sau, đám cưới của Thịnh đã hoãn vô thời hạn. Không phải quyết định đến từ anh mà là Nhi. Cô bỏ đi du học tại Hàn Quốc, nhưng lý do chính chắc để lảng tránh sự mặc cảm của tội lỗi. Những người còn lại dường như vẫn chưa vượt qua được cú sốc tinh thần sau biến cố ấy. Thật không ngờ một người hiền lành ít nói thân thiện như Ly lại bị tình yêu và sự thù hận làm cho mù quáng. Còn một điều nữa, Thịnh sau khi hỏi Khang, Cường và Nhân thì cả 3 người họ đều lắc đầu, bảo cái bóng người ngồi trên chiếc bàn tiệc ở đêm thứ nhất không phải là mình. Vậy thì rốt cuộc đó là ai? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.